come out. Big girl. Hi các em, đây là chú mèo Big Girl của chị Bí Đỏ đây. Con mèo này nó rất là to, nó rất là mập cho nên chị đã đặt tên nó là Big Girl. Hôm nay Big Girl bị bệnh các em. Chị Bí Đỏ mới chở Big Girl đi bác sĩ thú y và mới mang về nhà hồi trưa nay. Chúng ta bây giờ hãy kiểm tra Big Girl nha. Big Girl, Big Girl, đừng sợ nha Big Girl. Đó các em. Ô chú mèo này hơi sợ. Chú mèo này. Đó các em thấy thấy mở không? Mở bụng quá trời luôn. Ô đang sợ. Peanut, Peanut đi ra. Peanut ở gần quá là nó sợ đó Peanut à. Các em hãy đón xem chú mèo này bao nhiêu tuổi. Đây là mèo cái. Chú mèo này rất là lớn tuổi rồi. Có thể lớn hơn các em đó. Chú mèo này đã 14 tuổi rồi. 14 năm rồi đó. Các em có thấy con mèo nào mà nó sống dai đến cỡ này chưa? Chị Bí Đỏ nghe nói là mèo sống tối đa là khoảng 15 năm, 16 năm là dữ lắm rồi. Chú mèo này là khoảng 14 năm rồi. Nên chú mèo này già quá cho nên bị vấn đề về sức khỏe. Chú mèo này đang bị bệnh, không biết là bệnh, bác sĩ gọi là bệnh giống như là bệnh thận vậy đó các em. Không chịu ăn nhiều rồi ngủ cũng không được nữa. Rồi tỏ ra rất là sợ sệt nữa, nhút nhát nữa. Lúc trước chú mèo này không có nhút nhát như thế này đâu các em. Tại vì già rồi cho nên bị bệnh rất là nhiều. Thôi chúng ta hãy mang chú mèo này lên phòng và thả ra đi ha. Chú mèo này không chịu ở dưới đây. Chúng ta phải mang lên cái phòng riêng yên tĩnh thì chú này mới chịu các em. Chú này rất là nhát. Lúc trước thì đâu có nhát như thế này đâu. Nhưng mà bây giờ thì càng lớn tuổi thì càng nhát. Chắc là bị bệnh về vấn đề về thần kinh đó các em. Nó cũng giống như con người của mình vậy đó. Người càng già thì vấn đề về sức khỏe càng nhiều, bệnh càng nhiều. Chú mèo này phải có phòng riêng mới chịu nha. Bây giờ chúng ta hãy xem những hình ảnh của chú mèo Big Girl. À, chú mèo Big Girl này có một người em nữa. Có một chú mèo em nữa tên là Mr. Floyd các em. Nhưng mà Mr. Floyd đã bị mất rồi. Đã bị đi lạc hồi cách 2 năm đó các em. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có Big Girl và Shepherd thôi. Bây giờ các em hãy xem những hình ảnh lúc mà Big Girl còn nhỏ nhé. Đây là hai chị em của Big Girl lúc còn nhỏ mới sinh về đây các em. Hai chị em đang chơi. Rồi cái này lúc mà hơi lớn lên một chút rồi đây khoảng mấy tháng sau. Đây là những tấm hình cách đây 14 năm đó các em. Wow, rất là lâu có đúng không? Chúng ta hãy xem lại nha. Big Girl đang nằm ở dưới sàn rồi Mr. Floyd thì nhỏ hơn đang chơi đó các em. Hai chú mèo này là chị em với nhau tại vì cùng mẹ. Ở trại nuôi thú thì người ta nói là đây là hai chị em. Cho nên nó cùng một mẹ sinh ra. Cho nên chồng của chị Bí Đỏ sẽ sinh về hai con cùng một lúc luôn. Ôi, những tấm hình này dễ thương làm sao các em. Nhỏ xíu, hai chú mèo nhỏ xíu đang chơi đùa với nhau. Đây là Big Girl đây. Đây là em trai của Big Girl là Mr. Floyd. Mr. Floyd và Big Girl thì trông hơi giống nhau một chút. Nhưng mà các em để ý thì Big Girl sẽ có lông đậm hơn như tấm hình này đây. Đó, trông rất là giống nhau. Đây là Mr. Floyd đây các em, lông nhạt hơn. Tấm hình này dễ thương làm sao các em, lâu rồi chị Bí Đỏ không có xem những tấm này. Ôi hai bạn này đang làm gì vậy? Rồi đây là một đoạn video ngắn 14 năm trước chồng chị Bí Đỏ đã quay. Hai chú này đang giỡn với nhau thật là dễ thương các em. Mr. Floyd trông giống một chú hổ. Tấm hình này các em thấy Big Girl nằm ở cái góc ở đằng kia đó. Tấm hình này chú mèo này đã bắt đầu bự lên rồi, bắt đầu mập lên rồi. Vì vậy chị Bí Đỏ gọi là Big Girl. Lúc nhỏ thì chú này không phải là tên Big Girl đâu. Chú này tên là Pink, tức là bé hồng. Chứ không phải là bé bự như bây giờ. Rồi Mr. Floyd thì đang nằm ngủ trên giường. Các em thấy Mr. Floyd ở đây giống như một chú báo thì gì, tại vì những cái đốm trên cái lông của bạn này đây.
Tấm này là bigger, lúc này thì cũng đang phát triển nhưng mà chưa có mập lắm, chưa có mập như bây giờ các em. Bây giờ bigger là khoảng 22 pound rồi. 22 pound tức là sắp 10 kg. Các em có nghe con mèo nào mà gần 10 kg chưa? Rồi bây giờ trở về với hiện tại, chúng ta sẽ thả bigger ra. Các em đừng có giật mình nha, chú mèo này hơi bự đó. Rồi nha. 1, 2, 3. Đó, các em thấy khổng lồ chưa? Quá khủng khiếp, quá bự. Em này mới đi chích thuốc về cho nên đi hai cái chân còn đau cho nên đi bập bênh đó các em. Các em hãy vào đăng ký thành viên trên kênh Good Morning Việt Nam để nhận được thông báo khi có video mới nha. Rồi đây là tất cả những hình ảnh mà chị Bi Đỏ đã chia sẻ với các em. Hy vọng rằng các em sẽ thích video này và giới thiệu video đến tất cả các bạn khác. Và cầu mong cho chú mèo Bigger của chúng ta sẽ tiếp tục sống và sẽ mau hết bệnh các em. Và chú mèo này chắc không còn sống được bao lâu đâu. Tại vì lớn tuổi quá rồi thì sẽ rất là nhiều bệnh thì chúng ta không biết trước được. Rồi chúng ta hãy cầu nguyện cho chú mèo này. Bây giờ chị Đỏ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nha. Đây là hình ảnh trước và sau 14 năm đây các em.